Vì anh cần chữ ký của em. Anh thừa biết là ngay cả một lô dược liệu không đảm bảo chất lượng tôi còn không ký, thì liệu một văn bản tôi không biết một cái gì cả, ngay cả về tính đúng sai và thậm chí còn liên quan đến pháp luật, thì liệu tôi có ký không? Anh hiểu. Nhưng bố anh đang bị điều tra về những sai phạm trong kinh doanh. Ông muốn anh bán Hoàng Đế và tất cả những gì nhà anh có, rồi sau đó mang Cami ra nước ngoài. Nhưng anh không muốn. Anh sẽ bán tất cả, nhưng để lo cho bố anh, để ông có mức án thấp nhất. Điều đó có nghĩa anh sẽ trắng tay. Nhưng cả anh và bố đều không đành lòng. Thì Cami, nó cần một khoản để lo cho tương lai sau này. Thế nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Anh đã bán tất cả những gì mình có, nhưng cổ phần trong Cao Dược vẫn còn. Anh muốn chuyển nhượng lại nó cho em. Vì khi bị điều tra, tất cả những gì liên quan đến anh đều không an toàn. Nhưng tại sao anh lại không chuyển sang cho người thân, cho gia đình, hay là cho tay Kiên chẳng hạn? Tại sao lại cho tôi? Hôm ở nhà hàng, anh đã muốn trao cho em thứ này. Nhưng vì lúc đó có một cuộc điện thoại báo rằng mẹ anh đã mất và anh đã phải chạy đi. Sau đó, điều mà anh hối hận nhất là đã không kéo em đi cùng. Biết đâu có thể mọi chuyện sẽ khác. Món quà này bây giờ không còn ý nghĩa nữa rồi. Nhưng anh đặt nó để dành cho em, để cầu hôn em.